sẽ có một sự thay đổi lớn trên thiên đình. Chúng mình còn trẻ còn khỏe, nên là sao mày thay thế được cơ vật? Bắt đầu, đứng sang bên kia. Bắt đầu hàng authentic đây. Mô, các thí chủ không nên manh động. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần là thiên lôi đây ạ. Sao Ngọc Hoàng phải xoắn? Khi lên đến thiên đình này này là phải học luật rồi, biết chưa? Dạ kể cả Ngọc Hoàng đang ngồi, thần cũng thấy Ngọc Hoàng như ở trên cao. Chỉ một lát nữa thôi, chúng ta không làm táo nữa.